Ôi lạnh lắm luôn á. Hôm nay lạnh không hôm qua ha. Tới kìa. Lạnh lắm luôn á. Mình bận cái áo như cái mền vậy á, mình vẫn còn thấy lạnh. Mình như là ở đây á. Nhiều người họ sẽ đi xuống đây nhưng mà không biết nó là cái gì nên là mình sẽ đi xuống thử. Một khi thế giới mới luôn ấy. Này đẹp cực. Đường đi đến địa điểm mới. Đây là những gì tôi tưởng tượng. Nhưng thực tế là... Ủa, alo? Gì trời? Shh.
Jefferson Center. Monday close. Tuesday, Wednesday, Thursday. Bức tượng trong hình trên Google đã bị gỡ bỏ vào năm 2003. Xinh nhỉ? Giá vé vào cổng là khoảng 16 đô một người, có thể học sinh sẽ giảm được khoảng 5 hay 6 đô. Nhìn đúng xinh luôn ấy. How wonderful would it be?
học hoa hồi nè cái gì á, biết năm năm cái bị gì mà em thấy mà hẹp cao. Một tiệm bánh mì thịt xong khói siêu nổi tiếng, xếp hàng để có bạn ăn cũng rất nổi tiếng, và đến đưa phút cho mua mang đi. Mẹ ơi, con mẹ ơi. Phần ăn hơi ít cộng với mang đi nên đồ ăn nhìn hơi tơi tả nhưng hương vị cực ngon luôn. 10 điểm. Two thousand years later. Được mệnh danh là nhà thờ đẹp nhất Montreal. Một tip nhỏ cho những bạn nào cần là mua vé online thì không cần phải đứng xếp hàng và đợi để mua vé. Cùng đón xem phần 3 của chuyến đi này của Gấu Nha.
và đừng quên để lại cho gấu một like và một sub nha. Mãi kêu.